Sứ Cát, phần 2, cứu tinh Sứ Cát Tác giả Frank Hedberg Chương 1 Có quá nhiều truyền thuyết xoay quanh Paul Muad'Dib, hoàng đế Menta và em người, Alia Tới nỗi ta khó thấy được con người thật đằng sau những tấm màn huyền thoại đó Nhưng suy cho cùng đó vẫn là người đàn ông được sinh ra với tên Paul Atric Và người đàn bà được sinh ra với tên Alia xác thịt họ vẫn chịu sự chi phối của không gian và thời gian và dù sức mạnh tiên tri đặt họ ra ngoài giới hạn thông thường của không thời gian, song họ vẫn thuộc về loài người. họ đã trải qua những tình huống thực vốn để lại những vết tích thực lên một vũ trụ tồn tại thực. để hiểu được họ, ta cần biết rằng những tai ương mà cả hai phải chịu đựng cũng là những tai ương mà nhân loại phải chịu đựng. vì vậy câu chuyện này không phải dành tặng cho mua Adib hay em gái người mà là cho hậu duệ của họ cho tất cả chúng ta. Lời đề tặng trong sách dẫn Muad'Dib được sao chép từ táp la Memorim của dòng tâm linh Mađi. Vương triều của Muad'Dib sản sinh ra nhiều sử gia hơn bất cứ thời đại nào trong lịch sử loài người. Mỗi sử gia ủng hộ một quan điểm nhất định, đố kỵ và bè phái, nhưng đều nói lên điều gì đó về ảnh hưởng đặc biệt của người. Con người đã khơi lên biết bao niềm say mê tại biết bao thế giới. Dĩ nhiên người có đầy đủ những nguyên tố để làm nên một lịch sử đầy lý tưởng và được lý tưởng hóa. Paul Atric sinh ra trong một đại gia tộc lâu đời, được lệnh bà Jessica, người mẹ dòng Ben Gesserit, rèn luyện nghiêm ngặt về Pranabindu và nhờ vậy đạt được khả năng làm chủ cơ bắp và dây thần kinh một cách siêu việt. Không chỉ vậy, người còn là Menta, con người tài trí có khả năng vượt xa những cổ máy cơ học xa xưa bị tôn giáo cấm đoán. Hơn tất thảy, Muad'Dib là một quy sát Hadrat mà chương trình gây giống của hội nữ tu đã cố tạo nên qua hàng nghìn thế hệ. Quy sát Hadrat Người có thể ở nhiều nơi cùng một lúc, nhà tiên tri này, người mà dòng Ben Gesserit từng muốn dùng để chi phối vận mệnh con người, đã trở thành hoàng đế Muad'Dib và có cuộc hôn nhân vụ lợi với con gái của vị hoàng đế thất trận, hoàng đế Padisha. Hãy nghĩ về nghịch lý đó, thất bại tiềm tàng trong khoảng khắc này, vì hẳn bạn đã đọc những bản lịch sử khác và biết về các sự kiện cơ bản. Những người Fremen hoang dã của Muad'Dib thực sự áp đảo Padisha Saddam đệ tướng họ chiến thắng những binh đoàn Sadakuka, lực lượng đồng minh của các đại gia tộc, quân đội Hakon và bọn lính đánh thuê mua bằng tiền từ hội đồng Lan Sách Đác. Người khuất phục cả hiệp hội không gian và đặt em gái mình, Alia, lên chiếc ngai tôn giáo mà dòng Ben Street từng nghĩ là thuộc về họ. Người làm được tất cả những điều đó, và còn hơn thế nữa, cuộc thánh chiến mà những nhà truyền giáo Kijara của Muad'Dib bành trướng khắp không gian chỉ diễn ra dữ dội nhất trong vẹn vẹn 12 năm chuẩn nhưng trong thời gian ấy chủ nghĩa thực dân tôn giáo đã thống nhất hầu như một phần vũ trụ loài người về một mối người làm được điều này nhờ đoạt được araki hành tinh thường được biết tới với cái tên xứ cát đã cho người sự độc quyền với thứ tiền bạc tối thượng của vương triều thứ hương dược chống lão hóa mê lan thứ thuốc độc đem lại sự sống đây lại là một thành phần nữa cho lịch sử lý tưởng nguyên liệu chứa hóa tính tâm linh có thể khai mở những chiều sâu của thời gian không có mê lan các mẹ chí tôn của hội nữ tu không thể dở ngón nghề theo dõi và điều khiển con người. Không có mê lan, những người lái tàu của hiệp hội không thể tìm đường xuyên qua không gian. Không có mê lan, hàng tỷ tỷ thần dân của Vương Triệu sẽ chết vì đói thuốc. Không có mê lan, tàu mua ác đít không thể tiên tri. Chúng ta đã biết khoảnh khắc uy quyền tối cao này chứa đựng thất bại. Chỉ có thể có một câu trả lời, rằng sự tiên đoán hoàn toàn chính xác và trọn vẹn là nguy hiểm chết người. Những nhà sử học khác cho rằng Muad'Dib bị đánh bại bởi những kẻ âm mưu hiển nhiên, hiệp hội, hội nữ tu và bọn theo chủ nghĩa vô luân khoa học Bentley với vỏ bọc cải trang diện vũ. Lại có nhà sử học vạch mặt chỉ tên gián điệp trong gia tộc của Muad'Dib. Họ nhắc nhiều tới bài Tarot xứ các vốn che phủ quyền năng tiên tri của Muad'Dib. Có người nêu chứng cứ cho thấy Muad'Dib đã buộc phải chấp nhận sự phục vụ của một người Gola, xác thịt bị lôi dậy từ cõi chết và được huấn luyện để hủy diệt người nhưng chắc chắn họ phải biết người Gola này là đăng cân Idaho, vị trung úy của Atric đã hy sinh để cứu mạng cậu bé Paul. Họ còn phát họa mưu đồ của bè đảng đạo ra dưới sự lãnh đạo của cô ba người ca tụng. Họ dẫn chúng ta đi từng bước qua kế hoạch của cô ba hồng biến mua ác thành một kẻ tử vì đạo rồi đổ lỗi cho Chani, người thiếp Fremen. Làm thế nào những điều này có thể giải thích được những gì lịch sử đã vén mở? Chúng không giải thích được chúng ta chỉ có thể hiểu được thất bại của thứ quyền năng khổng lồ và có tầm nhìn xa trong rộng ấy qua bản chất nguy hiểm chết người của sự tiên tri. Hy vọng rằng những nhà sử học khác sẽ rút ra được điều gì đó từ phát hiện này. Chương 2 Không có sự ngăn cách nào giữa thần thánh và con người, bên này hòa nhập nhẹ nhàng vào bên kia, châm ngôn của Muadid, dù mưu đồ mà hắn đang toan tính có bản chất thật tàn bạo, suy nghĩ của Sai, người diện vũ Tơ Lê Lúc, cứ quanh đi quẩn lại với niềm thương xót u quẩn. Ta sẽ hối hận vì gây ra đau khổ và cái chết cho Muadip, hắn tự nhủ, lòng nhân từ này được hắn giấu kỹ không cho mấy kẻ đồng mưu biết. Nhưng thứ tình cảm ấy lại bảo hắn rằng hắn dễ đồng cảm với nạn nhân hơn là kẻ tấn công, đó là nét đặc trưng của người Tê Lê Lúc, S sai đứng có phần cách xa khỏi những người khác trong im lặng sửng sốt. Cuộc tranh luận về độc dược tâm thần đã diễn ra được khá lâu. Nó kịch liệt và dữ dội, nhưng vẫn lịch sự theo cái cung cách mà những thành viên lão luyện của các đại học viện ép mình tuân theo một cách mù quáng mỗi khi nhắc tới những vấn đề có liên quan tới tính điều của mình. Ngay khi tưởng rằng đã xiên được hắn thì ngươi lại lập tức thấy hắn lành lặng không thương tổn. Ngươi vừa nói là mẹ chí tôn già nua của dòng Ben Gesserit, Gai út Hề Lên Mohiam, chủ nhà của hành tinh Hoa Lá Chính. Đó là mụ phù thủy già khoác áo choàng đen quanh thân hình gầy như que củi, ngự trên chiếc ghế lơ lửng phía bên trái sơ mũ áo choàng a ba được hất ngược về phía sau, để lộ ra gương mặt xương sẩu dưới mái tóc bạc. Đôi mắt trũng sâu trừng trừng trên những đường nét như của một cái mặt nạ đầu lâu, họ đang nói bằng ngôn ngữ Mirabasa, ngôn ngữ đầy những phụ âm đặc sệt và nguyên âm chấp ghép được mài sắc. Đó là nhạc khí để truyền đạt những cung bậc cảm xúc tinh tế. Edric, người lái tàu của Hiệp hội, đáp lại mẹ Chí Tôn với nụ cười nhếch mép chứa đựng sự nhúng mình thông qua âm sắc một nét đáng yêu của thái độ lịch sự khinh khi, sơ sai nhìn tên phái viên của hiệp hội. Edric lơ lửng trong bể chứa hơi ga màu da cam chỉ cách hắn vài bước chân. Bể chứa đó nằm ngay giữa trung tâm của mái vòm trong suốt mà dòng Ben Gesserit đã xây dựng cho cuộc hội nghị này. Gã thành viên hiệp hội đó có thân hình thon dài chỉ hơi giống con người, chân có vây và tay có màn tỏa rộng, gợi tới một con cá giữa biển khơi kỳ lạ lỗ thông hơi trên bể chứa tỏa ra đám mây màu cam nhạt đậm mùi mê lan, hương dược chống lão hóa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta chết vì ngu xuẩn mất. Người vừa nói là người thứ tư có mặt, thành viên tiềm năng trong âm mưu này, công chúa Irulan, phu nhân, nhưng không phải là bạn đời, sự sai tự nhắc mình như vậy, của kẻ thù chung. Nàng đứng ở một góc bể của Edric, đẹp lộng lẫy với mái tóc vàng và thân hình dõng cao trong bộ áo choàng da cá voi màu xanh và mũ hợp màu khuyên vàng lấp lánh trên tai. Nàng mang vẻ kiêu kỳ quý tộc, nhưng có gì đó trong nét mềm mại quyến rũ để lộ quyền năng của một người mang gốc gác Ben Suy nghĩ của Sustai chuyển từ sắc thái biểu cảm của ngôn từ và khuôn mặt sang sắc thái của không gian. Tuyết đang tan trên những ngọn đồi bẩn thiểu xung quanh tòa mái vầm, phản chiếu lại sắc xanh ẩm ướt lốm đốm của mặt trời trắng xanh nhỏ xíu treo trên đỉnh bầu trời. Tại sao lại ở đúng nơi này nhỉ? Sơ tự hỏi dòng ben gessrick hiếm khi làm điều gì một cách ngẫu nhiên hãy xem cách bố trí thông thoáng của tòa mái vòng này nếu là một nơi bình thường và chật hẹp hơn thì có thể khiến người của hiệp hội thấy bồn chồn cảm thấy mình bị giam cầm sự ức chế tâm lý ấy thường có ở những kẻ sinh ra và sống xa hành tinh quen với không gian rộng lớn dù vậy xây nên cái chỗ này dành riêng cho edric đúng là chọc thẳng vào điểm yếu của hắn còn ta sơ sai tự hỏi điều gì nhắm vào ta ngươi không định nói gì sao sơ sai. Mẹ chí tôn lên tiếng, bà muốn kéo tôi vào cuộc chiến ngu xuẩn này. Sơ sai hỏi. Được thôi. Chúng ta đang đối đầu với một đấng cứu thế tiềm năng. Với người như thế thì không thể tấn công trực diện được. Hành động cảm tử sẽ hủy diệt chúng ta. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm vào hắn, người cho rằng đó là mối nguy hiểm duy nhất. Mẹ chí tôn khò khe, sơ sai nhún vai. Tới dự buổi họp mặt này, hắn đã chọn vẻ bề ngoài có gương mặt tròn hòa nhã với những đường nét vui vẻ, đôi môi đầy đặn nhợt nhạt và cơ thể giống như cái bánh bao phòng rộp. Giờ khi quan sát những kẻ đồng mưu với mình, hắn nhận ra mình đã lựa chọn chính xác, có lẽ là nhờ bản năng. Trong nhóm người này chỉ mình hắn có thể thao túng thể xác diện mạo thành nhiều hình dáng và đường nét cơ thể khác nhau. Hắn là con tắc kè hoa nhân hình, một người diện vũ, và hình dạng mà giờ hắn đang khoác trên mình khiến kẻ khác đánh giá hắn quá thấp sao? Mẹ chí tôn hối thúc, tôi đang thích thú với sự im lặng. Sơ sai nói. Sự thù địch giữa chúng ta tốt nhất là không nên nói ra. Mẹ chí tôn ngã lưng về sau và Sơ sai thấy mụ đang đánh giá lại hắn. Họ đều là sản phẩm của quá trình rèn luyện Pranabindu chuyên sâu, có khả năng điều khiển cơ và dây thần kinh mà ít người nào đạt tới. Nhưng Sơ sai, người diện vũ, lại có sự liên kết cơ và dây thần kinh mà kẻ khác thậm chí không có được hắn còn có tài năng đặc biệt, simpatico, sự sáng suốt của một kẻ bắt chước, cho phép hắn khoác lên mình không chỉ vẻ bề ngoài mà cả tinh thần của người khác. Sơ sai dành cho mụ đủ thời gian để đánh giá hắn, rồi nói, thuốc độc. Hắn thốt ra từ đó với giọng điệu không âm sắc cho thấy chỉ mình hắn hiểu được ý nghĩa ẩn mật của nó. Tên lái tàu cửa mình, tiếng phát ra từ cái loa hình cầu lấp lánh bay quanh một góc bể phía trên Irulan. Chúng ta đang bàn về độc dược tâm linh chứ không phải thuốc độc thật. Sai phá lên cười. Tiếng cười Mirabasa có thể lột da địch thủ và hắn không kiên nể gì nữa. Irulan cười tán thưởng, nhưng khóe mắt mẹ Chí tôn hơi ánh lên sự tức giận. Thôi đi. Mohiam the thế. Sai ngừng lại, nhưng hắn đã có được sự chú ý của mọi người. Edric im lặng phẫn nộ. Mẹ Chí tôn cảnh giác và tức giận. Irulan thích thú nhưng bối rối. Người bạn Edric đây cho rằng Sai nói một cặp phù thủy dòng Ben được huấn luyện đầy đủ các ngón nghề tinh vi lại chưa học tới công dụng đích thực của sự lừa gạt. Mohiam quay đầu nhìn ra những ngọn đồi lạnh ở quê hương Ben của mình. Mụ bắt đầu nhìn ra vấn đề sống còn rồi đây, Sersai nhận ra. Thế là tốt. Nhưng Irulan lại là vấn đề khác, ngươi có theo bọn ta không, Sersai? Edric hỏi, đôi mắt tí hon của loài gặm nhắm trừng trừng nhìn. Lòng trung thành của ta không phải là vấn đề ở đây, Sơ Sai nói. Hắn nhìn Irulan. Nàng đang tự hỏi tại sao nàng lại đi qua ngần ấy năm ánh sáng, chấp nhận ngần ấy mạo hiểm, phải không, công chúa? Công chúa gật đầu, liệu có phải để bàn những điều vô vị với một con cá dạng người hay lý sự với một tên diện vũ tơ lây lúc béo ú? Sơ Sai hỏi, nàng bước khỏi góc bể của Etric, lắc đầu khó chịu trước mùi mê lan nồng nặc. Edric lợi dụng lúc này để ném một viên thuốc mê lan vào miệng. Hắn ăn hương dược, ngửi và không nghi ngờ gì, uống nó, sơ sai để ý thấy. Cũng dễ hiểu, bởi hương dược tăng khả năng tiên tri của một người lái tàu, cho anh ta sức mạnh để dẫn dắt những đại thương thuyền của Hiệp hội vượt không gian với vận tốc xuyên ánh sáng. Với nhận thức được gia cố bằng hương dược, anh ta sẽ tìm thấy ngã đường tương lai không hiểm họa cho con tàu. Edric ngửi thấy một dạng hiểm họa khác nhưng điểm tự tiên tri của hắn có lẽ không tìm thấy nó. Ta thật sai lầm khi tới đây, Irulan nói. Mẹ Chí Tôn quay lại, hé mở mắt rồi lại nhắm, một cử chỉ giống loài bò sát đến kỳ lạ. Ssai rời mắt khỏi Irulan mà nhìn sang bể nước, mời gọi công chúa chia sẻ quan điểm của mình. Ssai biết rằng nàng sẽ thấy Edric ghê tởm, cái nhìn chầm chầm trơ trẽn, đôi bàn chân to gớm ghiếc và đôi tay lơ lửng nhẹ trong hơi ga, khói cuộn thành những vòng xoáy màu cam xung quanh nàng sẽ tự hỏi về những thói quen tình dục của hắn, nghĩ rằng thật kỳ cục nếu quan hệ với một kẻ như thế. Giờ thậm chí cái máy phát lực trường dùng để tái tạo cho Edric trạng thái không trọng lượng như trong không gian cũng trở thành khoảng cách giữa nàng và hắn. Công chúa, Sir Sai nói, vì Edric ở đây, tầm nhìn tiên tri của phu quân nàng không thể vấp phải một vài sự việc, bao gồm cả việc hôm nay. Có lẽ vậy. Có lẽ, Irulan nói, mẹ chí tôn gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. Hiện tượng tiên tri thường không được hiểu đúng, ngay cả với những người đã khởi xướng ra nó. Tôi là người lái tàu chính thức của hiệp hội và tôi có quyền năng đó, Edric nói. Mẹ Chí Tôn lại mở mắt ra. Lần này mụ trân trối nhìn gã diện vũ với ánh mắt thăm dò rất chăm chú đặc trưng của dòng Ben Gesserit. Mụ đang đánh giá những chi tiết cực nhỏ. Không, mẹ Chí Tôn, sơ sai lẩm bẩm. Tôi không đơn giản như vẻ bề ngoài chúng ta không hiểu được quyền lực của tầm nhìn thứ hai này, Irulan lên tiếng. Điều đó có lý. Edric nói rằng chồng tôi không thấy, biết hay dự đoán được những gì xảy ra trong tầm ảnh hưởng của một người lái tàu. Nhưng tầm ảnh hưởng đó rộng tới đâu? Trong vũ trụ này có những người, những sự vật mà tôi chỉ biết tới vì các tác động của họ hay của chúng, Edric nói, miệng cá mím lại thành đường mỏng. Tôi biết họ hay chúng đã ở đây, ở đó, ở đâu đó các loài thủy sinh vật làm sáo động dòng chảy khi chúng đi qua. Cũng vậy, sự tiên tri làm sáo động thời gian. Tôi đã thấy những nơi mà phu quân nàng tới, nhưng tôi chưa từng thấy hắn hay những kẻ cùng chung chí hướng và mục tiêu với hắn. Đây là sự che giấu mà một tay lão luyện có thể dành cho những kẻ thuộc về hắn. Irulan không thuộc về ngươi, Sir nói và nhìn nghiêng về phía công chúa. Chúng ta đều biết tại sao âm mưu này lại phải được tổ chức với sự hiện diện của tôi, Edric nói với giọng điệu dùng để miêu tả một cái máy, Irulan nói. Hình như ngươi cũng có phần hữu ích. Cô ta giờ đã thấy đúng bản chất của hắn, Sơ Sai nghĩ. Tốt, tương lai là thứ cần phải tạo hình, Sơ Sai nói. Hãy nghĩ như vậy, công chúa. Irulan liếc mắt sang gã diện vũ, những người cùng chí hướng và mục tiêu với Paul, nàng nói. Một vài người trong đội quân Fremen mặc áo choàng của hắn. Tôi đã thấy hắn tiên tri cho chúng, nghe chúng định hót kẻ chúng cho là đấng cứu thế, hoàng đế đít. Cô ta đã nhận ra, sơ sai nghĩ, rằng mình đang được thử thách ở đây, rằng cô ta vẫn cần phải phán xét, sự phán xét có thể bảo vệ hoặc hủy diệt cô ta. Cô ta đã thấy cái bẫy chúng ta đặt ra cho cô ta. Mắt sơ sai lập tức chạm mắt mẹ chí tôn và hắn nhận ra một cách kỳ dị rằng cả hai có chung suy nghĩ này về Irulan. Dĩ nhiên là dòng Ben đã nói vắng tắt cho công chúa của mình mớm cho nàng thông tin về lời nói dối khéo léo. Nhưng rồi sẽ luôn đến lúc mà một người xuất thân từ Ben phải tin vào bản năng và sự rèn luyện của mình. Công chúa, tôi biết nàng mong chờ gì nhất ở hoàng đế, Edric nói, có ai mà không biết chứ. Irulan vặt lại, nàng muốn trở thành quốc mẫu sáng lập vương triều, Edric nói như thể không nghe thấy lời nàng. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trừ phi nàng tham gia cùng chúng tôi. Hãy tin vào lời sắm truyền này hoàng đế lấy nàng vì lý do chính trị, nàng sẽ không bao giờ được chung giường cùng hắn. Vậy là nhà tiên tri cũng tọc mạch quá nhỉ, Irulan chế nhạo, hoàng đế tận tụy với con tỳ thiếp người Fremen hơn là với nàng. Edric cáu kỉnh, và nó không cho hắn đứa con nối giỏi nào, Irulan nói, lý lẽ là nạn nhân đầu tiên của cảm xúc mãnh liệt, sơ sai lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được cơn tức giận tuôn trào từ Irulan và biết rằng lời nhắc nhở của hắn đã có tác dụng nó không cho hắn đứa con nối giỏi nào, Irulan nói, giọng đường vẽ điềm tĩnh có kiểm soát, vì ta đã bí mật cho nó uống thuốc ngừa thai. Có phải đó là điều mà các người muốn ta thú nhận không? Đó không phải là điều nên để hoàng đế phát hiện ra, Edric cười, ta đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói với hắn, Irulan nói. Hắn có thể nhận thức được sự thật, nhưng đôi khi những lời dối trá dễ tin hơn là sự thật. Nàng phải lựa chọn, công chúa, Susai nói, nhưng hãy hiểu rằng điều gì đang bảo vệ mình. Thao đối xử công bằng với ta, nàng nói. Ta có chân trong hội đồng. Trong 12 năm công chúa làm vợ hắn, Edric hỏi, hắn đã cho nàng dù chỉ một chút hơi ấm nào chưa? Irulan lắc đầu, hắn phế trước cha nàng bằng đám người Fremen khét tiếng của mình, cưới nàng để giữ vững ngôi vua, nhưng hắn chưa bao giờ phong nàng làm hoàng hậu, Edric nói. Edric định lây chuyển nàng bằng tình cảm, công chúa, Sersai nói như vậy không thú vị sao? Nàng liếc về phía gã diện vũ, thấy nụ cười táo bạo trên gương mặt hắn và nhướng mày đáp lại. S Sai thấy nàng đã nhận ra rất rõ rằng nếu mình bị Edric lung lạc mà rời khỏi cuộc họp, vốn là một phần của âm mưu, thì những khoảnh khắc này có thể giấu được khỏi tầm nhìn tiên tri của Paul. Nhưng nếu nàng từ chối tham gia, công chúa, nàng có thấy rằng Edric có ảnh hưởng quá lớn trong mưu độ của chúng ta không? Sir Sai hỏi. Tôi đã nhất trí rằng mình sẽ tuân theo quyết định sáng suốt nhất được đưa ra trong hội đồng này, Edric nói, và ai là người sẽ chọn ra quyết định sáng suốt nhất? Sơ sai hỏi, anh muốn công chúa rời khỏi đây thay vì tham gia với chúng ta sao? Edric hỏi, hắn muốn lời cam kết của nó là thực tâm, mẹ chí tôn lầu bầu. Không nên có sự gian trá nào giữa chúng ta. Sơ sai thấy Irulan đã ngu ngoai, ra chiều nghỉ ngợi, tay giấu trong ống tay áo choàng hẳn là nàng đang nghĩ về miếng mồi câu mà Edric đã tung ra nhữ, xây dựng một vương triều. Nàng hẳn là đang phân vân không biết những kẻ có mưu đồ này đã dựng lên kế hoạch gì để bảo vệ mình trước nàng. Nàng hẳn là cân nhắc nhiều điều. S Sai, Irulan nói ngay sau đó, người ta bảo rằng diện vũ các ngươi có thứ quy tắc danh dự kỳ quặc, nạn nhân của các ngươi luôn phải có cách thoát thân. Nếu họ tìm được nó, S Sai đồng ý, ta có phải là nạn nhân không? Irulan hỏi, Sư Sai phá lên cười. Mẹ chí tôn khịt mũi. Công chúa, Eric nói với giọng dịu dàng thuyết phục, nàng đã là một người trong chúng ta, nàng không phải sợ điều đó. Chẳng phải nàng đã làm gián điệp theo dõi vương tộc cho những bậc bề trên trong dòng bèn Gesrit đó sao? Paul biết ta có báo cáo lên thầy mình, nàng nói, nhưng nàng có cho họ cái gì để tăng cường tuyên truyền chống lại hoàng đế của nàng không? Edric hỏi, không phải hoàng đế của chúng ta, sơ sai để ý, hoàng đế của nàng. Irulan là một Ben Gesserit quá điển hình nên không thể bỏ qua sự lỡ lời đó. Câu hỏi là về quyền lực và cách sử dụng quyền lực, Sơ Sai nói, bước tới gần bể chứa của tên tay sai hiệp hội. Người tơ lê lúc chúng tôi tin rằng trong toàn vũ trụ này chỉ có duy nhất cảm giác thèm khát vật chất không thỏa, rằng cái năng lượng đó là thứ chắc chắn duy nhất. Và năng lượng có thể học. Hãy nghe cho rõ, công chúa. Năng lượng có thể học. Chúng tôi gọi điều đó là quyền lực ngươi vẫn chưa thuyết phục được ta rằng chúng ta có thể đánh bại hoàng đế, Irulan nói, chúng tôi thậm chí còn chưa thuyết phục được bản thân mình, Sai nói, dù có quay đi đâu chúng ta cũng phải đương đầu với quyền năng của hắn, Irulan nói. Hắn là quy sát Hadrach, người có thể ở nhiều nơi cùng một lúc. Hắn là Madi, kẻ mà dù chỉ ý định nhỏ nhoi nhất cũng là mệnh lệnh tuyệt đối với những nhà truyền giáo Kijara. Hắn là Menta với óc tính toán vượt xa cả những máy tính cổ xưa vĩ đại nhất. Hắn là Muad'Dib, kẻ có thể ra lệnh cho quân đoàn Fremen tàn sát dân cư các hành tinh. Hắn có tầm nhìn tiên tri có thể đoán định tương lai. Hắn có mẫu gen mà dòng Ben Gesric chúng ta đã thèm muốn hàng. Chúng ta biết khả năng của hắn, mẹ chí tôn nhắc lời. Và chúng ta biết rằng con bé ghê tởm, Alia em gái hắn, cũng mang mẫu gen này. Nhưng cả hai đứa chúng đều là con người. Và vì vậy, chúng có điểm yếu và những điểm yếu con người đó ở đâu? người diện vũ hỏi. chúng ta có nên tìm chúng trong nhánh tôn giáo của cuộc thánh chiến? liệu những tín đồ ra của hoàng đế có thể bị lôi kéo chống lại hắn không? còn quyền dân sự của các đại gia tộc thì sao? liệu hội đồng lang sát đát có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ biết kêu la ầm ĩ? tôi đề cử tập đoàn tổ hợp thương mại trung chính tiến bộ choam, Edric nói, quay vòng trong bể. Choam là kinh doanh mà kinh doanh thì mưu cầu lợi nhuận. Hay có lẽ là mẫu thân của hoàng đế, sai nói. Như tôi hiểu thì lệnh bà Jessica ở lại Caladan nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với con trai. Con chó cái bội bạc đó, Mohiam nói với giọng điềm tĩnh. Giá như ta có thể chặt đứt hai bàn tay này của chính ta vì đã trèn dũa nó. Mưu đồ của chúng ta cần một đòn bẫy, sai nói. Chúng ta không chỉ là những kẻ đồng mưu, mẹ chí tôn phản bác, ta. À, phải, Sơ Sai đồng ý, chúng ta có nghị lực và chúng ta học rất nhanh. Điều đó khiến chúng ta trở thành niềm hy vọng đích thực duy nhất, sự cứu vớt chắc chắn cho toàn nhân loại. Hắn nói với ngữ điệu tin tưởng tuyệt đối mà nếu ở người Tơ Lúc thì có lẽ là sự chế nhạo tột bậc, chỉ mẹ Chí Tôn là có vẻ hiểu được sự tinh tế đó. Tại sao? Mù hỏi thẳng Sơ Trước khi người diện vũ kịp trả lời, Edric hắn giọng nói, chúng ta đừng mất thì giờ bàn luận mới triết lý vô nghĩa này nữa mọi câu hỏi đều có thể rút về chỉ đọc một câu tại sao lại có một cái gì đấy mọi câu hỏi về tôn giáo thương mại hay chính quyền chung quy lại đều có một mẫu số chung ai sẽ nắm quyền những sự liên minh kết nối liên hợp tất cả đều chạy theo ảo vọng nếu không hướng tới quyền lực hầu hết các sinh vật có tư duy rồi sẽ nhận ra rằng mọi thứ khác đều là vô nghĩa sai nhún vai một hành động chỉ nhắm tới mẹ chí tôn Edric đã trả lời câu hỏi của mụ thay cho hắn. Cái tên xuẩn ngốc làm ra vẻ biết mọi thứ này là điểm yếu lớn nhất của họ. S Sai tiếp tục nói để chắc chắn là mẹ Chí Tôn hiểu, cẩn thận lắng nghe bậc thầy, ta sẽ có được kiến thức. Mẹ Chí Tôn chậm rãi gật đầu, công chúa, Edric nói, hãy lựa chọn. Nàng đã được chọn để trở thành công cụ của vận mệnh, thứ công cụ tinh vi nhất. Giữ lời khen của ngươi lại cho những kẻ có thể bị nó làm lung lạc, Irulan nói lúc trước ngươi nhắc tới một hồn ma, bóng ma chúng ta có thể dùng để lung lạc hoàng đế. Hãy giải thích đi. Người dòng họ Atric sẽ tự đánh bại mình, Atric hể hả, đừng có nói những điều khó hiểu nữa. Irulan cáu kỉnh. Bóng ma này là gì vậy? Một hồn ma rất khác thường, Atric nói. Nó có tên và nó có cơ thể. Cơ thể, đó là da thịt của kiếm sĩ lừng danh Đăng Cân Idaho. Cái tên. Idaho đã chết, Irulan nói. Thâu thường thương tiếc sự mất mát đó trước mặt ta. Hắn đã thấy chiến binh Sadakuka của cha ta giết Idaho. Thậm chí ngay cả khi bại trận, Edric nói, những chiến binh Sadakuka của cha nạn vẫn giữ được sự sáng suốt. Cứ cho rằng một chỉ huy Sadakuka tin anh nhận ra cái xác bị giết dưới tay lính của mình chính là nhà kiếm sĩ. Rồi sao nữa? Cơ thể và sự huấn luyện đó luôn hữu dụng, nếu ta nhanh chóng có hành động một gô la của tơ lê lúc Irulan thì thầm nhìn nghiêng sang phía ssai ssai vừa quan sát sự chú tâm của nàng vừa thể hiện sức mạnh của người diện vũ hình dạng chuyển thành hình dạng da thịt chuyển động và tái tạo ngay sau đó đứng trước mặt nàng đã là một người đàn ông mảnh dẻ mặt vẫn hơi tròn nhưng da sậm hơn và nét có phần hơi dệt xương gò má cao làm hốc mắt trũng vào với những nếp quạt rõ rệt Tóc đen và bầm sơn. Một gô la với hình dạng này, Etric nói, chỉ vào sai hay chẳng qua chỉ là một người diện vũ khác? Irulan hỏi, không phải người diện vũ, Etric nói. Một người diện vũ có thể bại lộ nếu bị giám sát quá lâu? Không. Chúng ta cứ giả định rằng vị chỉ huy Sadakuka thông thái của chúng ta đã cho bảo quản sát Idaho trong bể tạo nhân hình. Tại sao lại không chứ? cái xác này có chứa da thịt và dây thần kinh của một trong những kiếm sĩ tài giỏi nhất trong lịch sử, cố vấn của gia tộc Atric, một thiên tài quân sự. Thật lãng phí nếu đánh mất tất cả những khả năng và sự rèn luyện đó trong khi nó có thể được hồi sinh thành người huấn luyện cho quân Sadakuka. Ta là một trong những người thân tín của phụ vương, nhưng chuyện này một câu ta cũng chưa nghe thấy, Irulan nói, à, nhưng cha nàng đã bại trận, và chỉ vài giờ sau đó nàng bị đem gã bán cho vị tân vương, Atric nói vậy việc đó có được thực hiện không? Công chúa gặn, với vẻ tự mãn tới mức làm người khác phải phát bực, Edric nói, chúng ta cứ cho là vị chỉ huy Sadakuka thông thái này biết rằng cần phải khẩn trương, nên bèn lập tức gửi cơ thể được bảo quản của Idaho cho người Bentley. Chúng là giả định tiếp rằng vị chỉ huy đó đã bỏ mạng cùng quân lính của mình trước khi kịp tiết lộ thông tin này cho cha nàng, dù sao thì ông ta cũng chẳng làm được gì nhiều với nó. Vậy thì vẫn còn lại một sự kiện vật lý, một nhúm xác thịt đã được gửi tới cho người Tê Lê Lúc. Chỉ có một cách duy nhất để gửi nó đi, dĩ nhiên là trên đại thương thuyền. Đương nhiên, những người thuộc hiệp hội như chúng tôi luôn biết mọi món hàng mình chuyên chở. Và, khi đã biết về nó, chẳng lẽ chúng tôi lại không nghĩ mua con gô la này là việc thật sáng suốt, một khi nó có thể trở thành món quà thích hợp dành cho một hoàng đế sao? Vậy là ngươi đã làm điều đó, Irulan nói, Sai đã quay lại hình dạng béo tròn ban đầu, hắn lên tiếng, như người bạn dài dòng của chúng ta đã trình bày, chúng tôi đã làm điều đó. Tình trạng của Idaho như thế nào? Irulan hỏi, Idaho. Eric nhìn người tơ lúc dò hỏi. Anh có biết kẻ nào là Idaho không, Sir Chúng tôi đã bán cho các anh sinh vật được gọi là Hay, Sir nói, à phải, Hay, Eric nói. Tại sao lại bán hắn cho bọn tôi? bởi chúng tôi đã từng gây giống được một quy sát Hadrak mẹ chí tôn giật nhanh mái đầu già nua ngẩng lên nhìn hắn ngươi không nói cho bọn ta biết điều đó bà không hỏi Sersai đáp làm thế nào các ngươi chiến thắng được quy sát Hadrak của mình Irulan hỏi một sinh vật đã bỏ cả đời để xây dựng một hiện thể đặc thù của bản ngã mình thì thà chết còn hơn trở thành thứ đối lập với bản ngã đó Sersai nói tôi không hiểu Edric lên tiếng hắn tự sát mẹ chí tôn lầu bầu, bà hiểu ý tôi đấy, mẹ chí tôn, sơ sai cảnh báo, dùng giọng điệu muốn nói, bà không phải là biểu tượng tình dục, chưa bao giờ là biểu tượng tình dục và không thể trở thành biểu tượng tình dục, người tơ lê lúc đợi mụ thấm thía cái ý nhấn mạnh hiển nhiên đó. Mụ không được nhầm lẫn mục đích của hắn. Mụ phải vượt qua cơn tức giận mà nhận thức rõ rằng hắn chắc chắn không thể buộc tội như vậy một khi hắn đã biết, mà hắn phải biết, về những thủ tục nhân giống của hội nữ tu. Dù vậy, lời hắn nói vẫn chứa đựng sự lăng mạ đễu cán, hoàn toàn chẳng giống người tê lê lúc chút nào. Edric nhanh chóng dùng giọng điệu Mirabasa xoa dịu để làm tình huống bớt nóng. Sai, anh nói với chúng tôi rằng anh bán hay vì anh cùng chung mong muốn sử dụng hắn như chúng tôi. Edric, hãy im lặng cho đến khi tôi cho phép lên tiếng, S Sai nói. Và khi gã người hiệp hội định phản đối, mẹ chí tôn gắt, cầm đi, Edric, gã người hiệp hội rút lui về sâu trong bể, đồng đưa người giận dữ. Những cảm xúc nhất thời của chúng ta không thích hợp để tìm giải pháp cho một vấn đề chung, Sơ Sai nói. Chúng che lấp lý lẽ bởi thứ cảm xúc có liên quan duy nhất là nỗi sợ hãi tự nền tảng đã đưa chúng ta tới cuộc họp này. Chúng ta hiểu, Irulan nói, liếc nhìn mẹ chí tôn, nàng cần thấy cái khiên của chúng ta có những giới hạn nguy hiểm như thế nào, Sơ Sai nói. Lời tiên tri không thể tình cờ tìm thấy những thứ nó không hiểu được. Ngươi xảo quyệt quá, Sersai. Irulan nói. Tốt nhất là cô ta không được đoán ra chúng ta xảo quyệt tới mức nào, Sersai nghĩ. Khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ có một quy sát Hadrat mình chi phối được. Những kẻ khác sẽ không có gì cả. Nguồn gốc quy sát Hadrat của ngươi ra sao? Mẹ chí tôn hỏi. Chúng tôi nhúng tay vào nhiều loại tinh chất, Sersai nói. Tốt đẹp thuần khiết và xấu xa thuần khiết chúng ta có thể học được kha khá từ một kẻ hung ác chỉ tìm được khoái cảm khi gây ra nỗi đau và sự kinh hoàng. Có phải cố nam tước Ha Côn, ông của hoàng đế, cũng là một tác phẩm của người Tơ Lê Lúc không? Irulan hỏi, không phải của chúng tôi, Sơ Sai nói. Nhưng tự nhiên thường sản sinh ra những tạo phẩm cũng chết chóc như của chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn thuần là tạo ra chúng trong những điều kiện cho phép chúng tôi nghiên cứu chúng. Không được tản lờ và đối xử với tôi như thế này. Edric phản đối. Ai là người che giấu cuộc họp này khỏi? Thấy không? Sơ sai hỏi. Quyết định tối ưu của ai che giấu chúng ta? Quyết định nào vậy? Tôi muốn bàn về cách chúng ta đem hay trao cho hoàng đế, Edric khăng khăng. Theo tôi hiểu thì hay phản ánh thứ đạo lý cũ mà tên Atric đó học được từ nguyên quán hắn. Hay cần phải khiến cho hoàng đế dễ dàng khuếch trương bản tính đầy phẩm hành, hay vạch rõ những yếu tố tích cực và tiêu cực của cuộc sống và tôn giáo. Sư Sai mỉm cười, đưa mắt ôn hòa nhìn những kẻ đồng mưu. Họ đúng như những gì hắn đã được thông báo. Mẹ Chí Tôn già nô vung những cảm xúc của mình như lưỡi hái. Irulan đã được rèn luyện kỹ lưỡng cho nhiệm vụ mà mình thất bại, một tạo phẩm khiếm khuyết của dòng Ben Gesserit. Etric không hơn, và cũng không kém, là bàn tay phù thủy, có thể che giấu và đánh lạc hướng. Giờ Eric đã lại im lặng ủ dột vì bị những người khác tản lờ. Tên hét này sẽ đầu độc tinh thần Paul, ta hiểu như vậy có đúng không? Irulan hỏi, gần như thế, Sir đáp, còn đạo Kiyara thì sao? Irulan hỏi, chỉ cần chuyển hướng sự chú trọng đi một chút, một bước trượt của cảm xúc là đã có thể biến đố kỵ thành thu hận, Sir đáp, còn Choam? Irulan hỏi, họ sẽ tập hợp lại khi đánh hơi thấy lợi nhuận. Còn các nhóm quyền lực khác thì sao? người ta nhân danh chính quyền, sơ sai đáp. Chúng ta sẽ lôi kéo thêm những nhóm yếu thế hơn nhân danh đạo nghĩa và tiến bộ. Những kẻ đối lập với chúng ta sẽ tự đào huyệt chung mình vì sự xa lệ của chính chúng mà thôi. Cả Alia nữa. Hết là một cô la có thể dùng cho nhiều mục đích, sơ sai nói. Em gái của hoàng đế đã đến tuổi có thể bị lạc hướng bởi người đàn ông hấp dẫn được thiết kế cho mục đích đó. Nó sẽ bị tính đàn ông cũng như khả năng menta của hắn cuốn hút. Đôi mắt già nua của Mohiam mở tròn ngạc nhiên. Gã Gola là một menta. Đây là nước cờ nguy hiểm. Để hoạt động chính xác, Irulan nói, một menta phải có dữ liệu chính xác. Nếu Paul bảo hắn vạch rõ mục đích đằng sau món quà của chúng ta thì sao? Hay sẽ nói thật, Sir nói. Chẳng khác gì cả. Vậy là ngươi vẫn để cho Paul có lối thoát. Một menta cơ đấy. Mohiam lẩm bẩm. Sai liếc nhìn mẹ Chí Tôn, thấy trong phản ứng của mù sự thù hàng bắt trễ từ xa xưa. Từ thời cuộc thánh chiến bắt lờ khi mà những cổ máy tư duy bị quét sạch khỏi hầu hết vũ trụ, máy tính đã luôn gợi sự ngờ vực. Những cảm xúc xưa của ấy cũng bị khoát cho cổ máy nhân sinh này. Ta không thích cách ngươi cười, Mohiam đột ngột lên tiếng bằng giọng thực ngôn, trừng mắt nhìn lên xa sai. Cũng bằng giọng điều ấy, hắn trả lời, còn tôi thì không mấy quan tâm tới chuyện cái gì làm cho bà hài lòng nhưng chúng ta phải hợp tác. Chúng ta đều hiểu điều đó. Hắn liếc nhìn gã người hiệp hội. Phải không, Edric? Anh rao giảng những bài học đau đớn, Edric nói. Tôi đoán anh muốn nói thẳng ra rằng tôi không được nêu ý kiến riêng chống lại các quyết định chung của những kẻ đồng mưu với tôi. Thấy chưa, hắn có thể dạy dỗ được, Sir Sai nói. Tôi cũng thấy cả những điều khác, Edric lầu bào. Gia tộc Atric chiếm độc quyền hương dược nếu không có nó, tôi không thể thăm dò tương lai. Học viện Ben Gesserit sẽ đánh mất năng lực cảm nhận sự thật. Chúng ta còn dự trữ, nhưng cũng chỉ có hạn. Melan là đồng tiền mạnh. Nền văn minh của chúng ta không chỉ có một đồng tiền, sai nói. Vì vậy mà luật cung cầu không có tác dụng. Người muốn lấy trộm những bí mật của nó, Mohiam kho khe. Và hắn thì có cả một hành tinh được canh gác bởi lũ người fremen điên rồ đó. Người Fremen lễ độ, có giáo dục và ngu dốt, Sersai nói. Chúng không điên. Chúng được đào tạo để tin chứ không phải để biết. Niềm tin có thể bị thao túng. Chỉ có tri thức là nguy hiểm. Nhưng liệu ta có còn lại cái gì để sản sinh ra một vương triều không? Irulan hỏi. Tất cả đều nghe thấy sự đồng thuận trong giọng nói của nàng, nhưng chỉ có Edric mỉm cười. Một điều gì đó, Sersai nói. Một điều gì đó? Nó có nghĩa là kết cục cho sự thống trị của gia tộc Atric, Atric nói, tôi cho rằng những kẻ ít có năng lực tiên tri hơn cũng đã dự đoán như thế, Sai nói. Với chúng, Mectuk Anmela, như người Fremen vẫn nói. Điều đó được viết bằng muối, Irulan dịch, trong khi nàng nói, Sai nhận ra điều mà học viện Ben Gesric đã sắp xếp cho hắn ở đây, một người đàn bà đẹp và thông minh mà hắn không bao giờ có được. Ôi dào, hắn nghĩ có lẽ ta sẽ sao chép cô ả vào một dịp khác. Chương 3 Mọi nền văn minh đều phải đấu tranh với thứ sức mạnh tiềm thức có thể ngăn trở, bội phản và phá hủy những nỗ lực có ý thức của tập thể, được cho là của tơ lây lúc theo rem, câu ngồi nơi cạnh giường tháo sa ủng. Đôi ủng bốc mùi ôi của chất bôi trơn dùng để làm dịu tác dụng của những ống dẫn trang bị ở gót chân nhằm điều tiết bộ sa phục. Đêm đã khuya, Hôm nay chàng dạo đêm lâu hơn thường lệ, khiến những người yêu quý chàng phải lo lắng. Phải thừa nhận rằng những chuyến vi hành đó cũng nguy hiểm, nhưng đó là thứ nguy hiểm mà chàng có thể lập tức nhận ra và đối phó được. Có điều gì đó thật hấp dẫn và lôi cuốn khi lang thang vô danh trong đêm trên những đường phố Araken, chàng ném đôi ủng vào góc phía dưới quả đèn cầu đơn độc trong phòng, rồi giải quyết tới vang cách lớp của bộ sa phục. Trời ạ, à, chàng mới mệt làm sao? nhưng sự mệt mỏi chỉ chạm tới được cơ bắp, trí óc chàng vẫn sôi sục. Nhìn những hoạt động bình thường của cuộc sống thường nhật, nỗi ghen tị sâu sắc dâng ngập lòng chàng. Hầu hết những cuộc đời vô danh đang tuôn chảy bên ngoài những bức tường vương thành đều không thể chia sẻ được cho hoàng đế, thế nhưng dạo bước trên đường phố đông người mà không làm ai chú ý, thật là một đặc quyền đối với chàng. Bước qua tiếng huyên náo của những kẻ hành hương, nghe tiếng người Fremen nào đó chửi mắng chủ hàng, tay ông ướt quá, Thâu mỉm cười nhớ lại và trút bộ sa phục xuống, chàng đứng thân trần, hòa hợp với thế giới của mình một cách kỳ lạ. xứ Cát Giờ là một thế giới đầy đối nghịch, một thế giới bị vây hãm mà vẫn là trung tâm quyền lực. Bị vây hãm là số phận tất yếu mà quyền lực mang tới, chàng nhận định. Chàng nhìn xuống thảm xanh, cảm thấy những họa tiết thô ráp cọ vào lòng bàn chân, gió mây tận đổ các xuống tường trắng, làm ngập phố tới tận gót chân. Người đi bộ khuấy tung các lên thành bụi ngột ngạt, khiến các máy lọc của sa phục bị tắc nghẽn thậm chí tới lúc này chàng vẫn ngửi thấy mùi bụi dù đã có những máy quạt gió làm vệ sinh ở các cổng thành đó là mùi chứa đầy ký ức miền sa mạc những tháng ngày đó những mối hiểm nguy đó so với ngày tháng ấy hiểm họa ẩn trong những chuyến vi hành đơn độc thật nhỏ bé nhưng khoác lên mình sa phục cũng có nghĩa là khoác lên mình cả sa mạc bộ đồ với những cơ cấu để thu lại chất ẩm của cơ thể dẫn dắt suy tư của chàng theo những cách tinh vi khớp những chuyển động của chàng theo khuôn sa mạc. Chàng trở thành một người phê men hoang dã. Không đơn thuần là võ cải trang, bộ đồ khiến chàng trở nên xa lạ với cái tôi vốn quen với thành phố ở chàng. Trong bộ sa phục, chàng từ bỏ sự an toàn và lại khoác lên những kỹ năng thô bạo ngày xưa. Những người hành hương và cư dân thành phố hạ thấp mắt bước qua chàng. Họ thận trọng không dính dáng tới những kẻ hoang dã. Với cư dân thành phố, nếu sa mạc có diện mạo thì đó chính là gương mặt của một người Fremen ẩn sau bộ lọc trên miệng và mũi của bộ sa phục. Thật ra giờ chỉ còn lại mối nguy hiểm nhỏ nhoi rằng một ai đó từ những ngày ở sai có thể nhận ra chàng qua ánh mắt, qua mùi cơ thể hoặc dáng đi của chàng. Thậm chí ngay cả khi đó, khả năng gặp phải kẻ địch là rất ít ỏi, rèm cửa sột soạt và một dải sáng lướt qua đánh thức chàng khỏi trạng thái mơ màng. Chani bước vào, mang theo cà phê trên khay bạch kim, Hai quả đèn cầu nô dịch lướt theo, bay vụt vào vị trí, một ở đầu giường, một lơ lửng cạnh nàng để soi cho nàng làm việc. Chani cử động với phong thái trẻ trung bất diệt của sức mạnh mỏng manh, quá độc lập, quá dễ tổn thương. Có gì đó trong cách nàng cúi người trên bình cà phê nhắc chàng nhớ lại những ngày đầu họ gặp nhau. Nàng vẫn giữ được dáng dấp như yêu nữ với làn da sẫm màu, dường như không hề chịu tác động của những năm tháng đã qua, chỉ trừ khi nhìn kỹ vành ngoài khóe mắt không sắc trắng và thấy những nếp nhăn ở đó dấu cát, những người Fremen miền sa mạc vẫn gọi như vậy, khói phản phất từ bình khi nàng cầm núng Haga bằng ngọc lục bảo nhất nắp lên. Nhìn cách nàng đậy lại nắp, chàng biết cà phê còn chưa uống được. Cái bình bà có hình dạng như người phụ nữ bụng bầu đã rơi vào tay chàng như là một Ganima, chiến lợi phẩm thu được khi chàng hạ gục người chủ cũ trong một trận đấu tay đôi. Yamit, đó là tên anh ta. Yamit. Cái chết đã dành cho anh ta sự bất tử mới kỳ quặc làm sao? nếu biết rằng cái chết chắc chắn không thể tránh được liệu Jamit có cầm thứ đó trong tay không, Chani bày chén ra, gốm xanh tụ hội dưới cái bình lớn như đám người hầu. Có ba cái, mỗi chén dành cho một người uống, và cái còn lại dành cho tất cả những chủ nhân cũ của chúng. Một lúc nữa thôi, nàng nói, rồi nàng nhìn chàng, và bao tự hỏi mình như thế nào trong đôi mắt ấy. Liệu chàng có còn là gã ngoại ban kỳ cục, mảnh dẻ và dẻo dai nhưng bụng nước nếu so với người Fremen? liệu chàng có còn giữ được những gì thuộc về cái tên Usun mà bộ tộc đặt cho, con người đã ở cùng nàng trong tàu Fremen khi họ chạy trốn trên sa mạc, con nhìn xuống cơ thể mình, bắp thịt trắng chắc, mảnh khảnh, đã có thêm vài vết sẹo, nhưng vẫn giống hệt như xưa dù 12 năm làm hoàng đế đã trôi qua. Chàng ngước lên thoáng nhìn mặt mình trong gương, mắt xanh trong xanh của người Fremen, dấu hiệu nghiện hương dược, sống mũi cao của gia tộc Atric. Chàng nhìn đáng mặt đứa cháu đích tôn của một người nhà Trích đã chết trên trường đấu bò trong khi trình diễn màn ngoạn mục cho mọi người trong gia tộc. Những lời ông ấy từng nói văng vẳng lại trong đầu Paul, người cai trị gánh vác trách nhiệm không thể chối bỏ đối với những kẻ bị trị. Anh là người làm ruộng. Điều này đôi khi đòi hỏi anh phải có một cử chỉ yêu thương không vụ lợi mà có thể chỉ khiến những người mà anh trị vì thấy nực cười. Người ta vẫn còn triều mến nhớ tới ông, còn ta đã làm gì cho cái tên Trích? Paul tự hỏi mình. Ta đã thả sói vào giữa bầy cừu. Trong giây lát, chàng ngẫm lại về tất cả những chết chóc và bạo lực đã diễn ra nhân danh mình. Lên giường ngay. Chani nói với giọng gay gắt mà Paul biết có thể khiến thần dân đế quốc sửng sốt. Chàng phục tùng, nằm xuống gối đầu trên tay, thả mình theo lời ru dễ chịu mà những cử chỉ quen thuộc của Chani mang đến. Căn phòng xung quanh họ bỗng nhiên khiến chàng thấy thích thú đó hoàn toàn không phải căn phòng mà dân chúng ắt thường tưởng tượng ra về hậu cung của hoàng đế. Ánh sáng vàng vọt từ mấy quả đèn cầu chuyển dịch không yên làm sao động bóng của một giải bình thủy tinh nhiều màu trên giá phía sau Chani. Thâu thầm nhắc tên những thứ đặt trong bình, dược phẩm khô có tên trong sa dược điển, mỡ bôi, hương trầm, vật lưu niệm, nhúm các từ khu sai ta, một lọng tóc của đứa con đầu lòng của họ, đã chết lâu rồi, chết từ 12 năm trước, một nạn nhân vô tội ngoài cuộc bị giết trong trận chiến đã đưa Pau lên làm hoàng đế. Mùi cà phê pha hương dược đậm đặc tràn ngập căn phòng. Pau hít sâu, mắt đưa xuống cái bát vàng bên cạnh khay Chani đang chuẩn bị cà phê. Trong bát là quả địa hạch. Thiết bị phát hiện độc dược không thể thiếu gắn dưới bàn, ve vẫy những cái vòi như của côn trùng về phía thức ăn. Nó làm chàng tức giận. Trước đây, hồi còn trên sa mạc, họ chẳng bao giờ cần tới cái thứ trùng chỉ độc này cà phê được rồi đấy, Chani nói. Chàng đói không? Sự phủ nhận giận dữ của chàng bị nhấn chìm bởi tiếng còi rít lên từ một chiếc xà lan chở hương dược đang lao mình vào không gian từ bãi khai thác bên ngoài Araken. Dù vậy Chani vẫn thấy được cơn tức giận đó. Nàng rót cà phê vào chén của họ rồi đặt một chiếc xuống gần tay chàng. Nàng ngồi xuống chân giường, vạch chân chàng ra và xoa bóp những múi cơ co cứng lại sau chuyến vi hành trong bộ sa phục. Thật dịu dàng, như thể ngẫu nhiên, nhưng vẫn không qua được mắt chàng, nàng nói, chúng ta bàn về việc Irulan muốn có con nhé. Mắt Paul bật mở to. Chàng chăm chú quan sát Chani. Irulan mới từ hành tinh Hoa Lát về chưa đầy hai ngày, chàng nói. Cô ta đã lại làm phiền nàng à. Chúng ta chưa bàn về sự thất vọng của cô ấy, Chani nói. Paul ép trí óc mình tỉnh táo, quan sát kỹ Chani bằng sự hiểu biết khắc khe về những hành động tưởng chừng như vụn vặt, phương cách của dòng Ben Gesserit mà mẫu thân chàng đã phá lời thề để truyền lại cho chàng. Đó là điều chàng không thích làm với Chani. Một phần lý do khiến chàng không thể xa Chani là vì chàng hiếm khi cần sử dụng những khả năng gây căng thẳng của mình với nàng. Chani thường tránh những câu hỏi hớ hên. Nàng giữ được nhận thức về phong thái ứng xử hợp tình của người Fremen. Những câu hỏi của nàng thường rất thực tế. Điều khiến Chani quan tâm là những gì có liên quan tới địa vị của người đàn ông mình yêu, quyền lực chàng nắm giữ trong hội đồng, sự trung thành của quân đội, khả năng và tài cán của các đồng minh. Trí nhớ của nàng lưu giữ danh mục những cái tên và thông tin chi tiết được đánh mã chéo. Nàng có thể nói tràn gian về những điểm yếu lớn của bất cứ kẻ địch lớn nào, dự đoán về cách bài binh bố trận của lực lượng đối địch, chiến thuật của các tướng địch, công cụ và năng suất của những ngành công nghiệp cơ bản. Tại sao? Bao phân vân. Nàng lại hỏi về Irulan vào lúc này, em đã làm chàng phiền não rồi, Chani nói. Em không có ý như vậy. Thế ý nàng là gì? Nàng cười e lệ, gặp ánh mắt chàng. Nếu chàng giận, chàng yêu, chàng đừng giấu em. Cau tựa vào đầu giường. Ta bỏ cô ta nhé, chàng hỏi. Công dụng của cô ta giờ đây không còn mấy nữa và ta không thích những gì mình cảm nhận được nơi chuyến hồi hương của cô ta về hội nữ tu. Chàng sẽ không bỏ cô ta, Chani nói một cách đơn giản, lại xoa bóp chân chàng. Chàng từng nói nhiều lần rằng đó là cách chàng thăm dò kẻ thù, rằng chàng có thể đọc được kế hoạch của chúng qua những hành động của cô ta. Vậy tại sao nàng lại hỏi về việc cô ta muốn có con? Em nghĩ nếu chàng cho Irulan mang thai, điều đó sẽ làm kẻ thù lúng túng và đặt Irulan vào thế dễ bị nguy hiểm chàng đọc ở chuyển động của tay nàng trên chân mình mà hiểu nàng đã phải khó khăn thế nào để nói lên câu đó cổ họng chàng nghẹn lại chàng dịu dàng nói cha ni yêu dấu ta đã thề sẽ không bao giờ đưa cô ta lên giường một đứa con sẽ cho cô ta quá nhiều quyền lực nàng muốn cô ta thay thế vị trí của nàng sao em không có vị trí nào không phải thế si hay à mùa xuân trên sa mạc của ta sao bỗng nhiên nàng lại quan tâm tới Irulan như vậy? Em quan tâm tới chàng, không phải tới cô ta. Nếu cô ta mang thai đứa con của gia tộc Atric, bằng hữu của cô ta sẽ nghi ngờ cô ta không trung thành. Kẻ thù của chúng ta càng ít tin tưởng cô ta bao nhiêu thì cô ta càng ít hữu dụng với chúng bấy nhiêu. Cô ta có một đứa con có thể có nghĩa là nàng phải chết, Paul nói. Nàng biết những mưu đồ ở nơi này diễn ra như thế nào rồi. Tay chàng hất ra ám chỉ tòa thành, chàng phải có một đứa con nối giỏi, nàng khàn giọng, à, chàng thốt lên, ra là vậy, Chani vẫn chưa cho chàng một đứa con. Vậy thì một người nào khác phải làm điều đó? Sao lại không phải là Irulan? Đó là cách mà Chani suy nghĩ. Và nó phải đến từ một hành động tình ái tự nhiên bởi toàn vương quốc coi những phương pháp nhân tạo là điều cực kỳ cấm kỵ. Chani đã quyết định theo cách của người Fremen cậu ngắm gương mặt nàng trong thứ ánh sáng mới mẻ này. Theo cách nào đó, đây là gương mặt mà chàng còn rõ hơn gương mặt của chính mình. Chàng đã thấy nó dịu dàng trong đam mê, trong giấc ngủ ngọt ngào, hay chìm đắm trong sợ hãi, giận dữ và đau buồn, chàng nhắm mắt và lại thấy Chani thời thiếu nữ trong ký ức, thấp thoáng tuổi xuân thì, ca hát, tỉnh dậy bên cạnh chàng, hoàn hảo tới mức chỉ hình ảnh nàng thôi cũng đủ nuốt trọn lấy chàng. Trong ký ức chàng, nàng mỉm cười, thoạt đầu e lệ rồi gượng gạo trước cặp mắt nhìn, như thể nàng đang muốn trốn chạy, miệng to khô lại. Trong thoáng chốc sọc lên mũi chàng mùi khói của một tương lai thảm khốc và giọng của một thị kiến khác ra lệnh cho chàng hãy thoái lui, thoái lui, thoái lui. Tầm nhìn tiên tri của chàng đã nghe lén cõi vĩnh hằng từ rất lâu rồi, vô lấy những mớ lưỡi xa lạ, lắng nghe đá và nghe xương thịt vốn không phải của mình. Từ ngày đầu tiên chàng va chạm với mục đích kinh khủng ấy, chàng đã nhầm ngó tương lai, hy vọng tìm được sự bình yên, dĩ nhiên vẫn còn có cách. Chàng biết rõ nó trong tim mình mà không biết được trái tim của nó, một tương lai thuộc lòng, nghiêm khắc chỉ thị cho chàng, hãy thoái lui, thoái lui, thoái lui, thâu mở mắt ra, nhìn cái quyết định rõ nét trên mặt Chani. Nàng ngồi lặng yên, đã ngừng xoa bóp chân chàng, một người Fremen thuần khiết nhất. Những đường nét vẫn quen thuộc dưới chiếc khăn hôn nhân Neyoni màu xanh đeo trên tóc trong khuê phòng kín đáo của họ nhưng quyết định ấy lại đeo lên cho nàng cái mặt nạ của một cách nghĩ khác, cổ xưa và lạ lẫm với chàng. Phụ nữ Fremen vẫn chia sẻ những người đàn ông của họ hàng nghìn năm nay, không phải lúc nào cũng trong yên bình, nhưng luôn luôn bằng cách nào đó để việc này có vẻ vô hại. Có điều gì đó giống người Fremen đến khó hiểu theo cách này đã xảy ra ở Chani. Nàng sẽ cho ta đứa con thừa tự duy nhất mà ta muốn, chàng nói, chàng đã thấy điều đó. Giọng nhấn mạnh cho thấy nàng rõ ràng đang nhắc tới sự tiên tri. Như bao lần khác, tao tự hỏi thầm làm cách nào chàng có thể giải thích được sự tinh tế của lời tiên tri, thì kiến trải những dòng thời gian không đánh số bập bền trước mặt chàng như trên một tấm vải gần sóng nhấp nhô. Chàng thở dài, nhớ làn nước sông run rẩy và dần chảy thoát khỏi hai bàn tay đưa lên. Ký ức làm gương mặt chàng ướt đẫm. Làm thế nào có thể trầm mình vào dòng tương lai càng lúc càng mờ mịt dưới áp lực của quá nhiều lời tiên tri, vậy là chàng không thấy nó, Chani nói, cái tương lai thị kiến ấy không còn nằm trong tầm với của chàng, chỉ trừ khi chàng bỏ ra những nỗ lực làm mình kiệt quệ sinh lực, mà nó có thể cho họ thấy gì hơn ngoài đau thương. Câu tự hỏi. Chàng cảm thấy như mình đang cư ngụ ở một miền trung gian không mấy thiện cảm, một nơi bỏ hoang mà ở đó những cảm xúc của chàng trôi dạt, đưa đẩy và bị cuốn ra ngoài trong sự bồn chồn không kiềm chế được. Chani đắp chân chàng và nói, một đứa con nối giỏi cho gia tộc Atric, đây không phải là điều ta có thể phó thác cho cơ may hay một người phụ nữ. Đó có lẽ là điều mẹ chàng hẳn sẽ nói, tao nghĩ. Chàng tự hỏi liệu lệnh bà Jessica có bí mật giữ liên lạc với Chani không? Mẹ chàng sẽ nghĩ cho lợi ích của gia tộc Atric. Đó là thứ khuôn mẫu mà bà được học viện Ben nuôi dưỡng và huấn luyện, và nó vẫn còn đậm nét ngay cả lúc này khi mà bà đã đem tài năng của mình ra chống lại hội nữ tu. Nàng đã nghe được lúc Irulan đến gặp ta hôm nay, chàng trách, em đã nghe, nàng nói mà không nhìn chàng, câu tập trung nhớ lại lúc gặp Irulan. Chàng bước vào phòng sinh hoạt gia đình và để ý thấy cái áo choàng may dở trên khung dệt của Chani. Mùi sâu hăng hát bám lấy căn phòng, cái mùi tẩm lợm suýt thì che mất mùi quế găng gắt của Melan ẩn dưới. Ai đó đã đánh đổ hương dược nguyên chất và bỏ mặt cho nó ngắm vào tấm thảm làm từ hương dược. Sự kết hợp đó không được hay ho cho lắm tinh chất hương dược đã làm thảm phân hủy. Những vệt nhờn đông lại trên sàn đá plát tận nơi từng có tấm thảm. Chàng định bảo ai đó lau dọn đống lộn xộn, nhưng Hara, vợ của Sila và là người bạn gái thân nhất của Chani, đã lướt vào phòng báo tin Irulan đến. Chàng đã phải cho diện kiến trong cái mùi ghê tẩm kia, không gạt bỏ được khỏi đầu tín điều của người Fremen rằng những mùi tẩm lợm là điềm tai ương. Hara lui ra và Irulan bước vào. Hoan nghênh, Paul nói, Irulan mặc áo thụng bằng da cá voi xám. Cô ta kéo sát nó vào mình, một tay đưa lên tóc. Chàng thấy rằng cô ta đang phân vân trước giọng điệu ôn hòa của chàng. Những ngôn từ giận dữ cô ta chắc chắn đã chuẩn bị để gặp chàng đang rời bỏ cô ta, chỉ còn để lại trong đầu cô những suy nghĩ hỗn độn. Hẳn nàng đến đây để báo rằng hội nữ tu đã đánh mất chút phẩm giá cuối cùng còn lại. Lố bịch như thế chẳng nguy hiểm sao, cô ta hỏi, vừa nguy hiểm vừa lố bịch, Đúng là một đồng minh đáng ngờ, chàng nói. Những kỹ năng đầy phản phúc của Ben Gestrick cho chàng thấy cô ta đang đẩy lùi ý định bốc đồng muốn rút lui. Nỗ lực ấy để lộ một thoáng sợ hãi ẩn giấu ngắn ngủi và chàng hiểu rằng cô ta đã được giao nhiệm vụ mà mình không thích. Họ đúng là đặt quá nhiều hy vọng ở cô công chúa mang dòng máu hoàng tộc, chàng nói. Irulan trở nên rất im lặng, và Paul thấy cô ta đã làm chủ bản thân chặt chẽ như bằng một gọng kim. Đó hẳn phải là một gánh nặng, chàng nghĩ và chàng tự hỏi tại sao những thị kiến tiên tri lại không hé mở cho mình thấy nhánh tương lai khả thực này. Từ từ, Irulan bớt căng thẳng dần. Cô ta đã đi đến quyết định rằng đầu hàng sự sợ hãi chẳng có ích gì, rút lui chẳng có ích gì. Chàng đã cho phép thời tiết rơi vào trạng thái quá ban sơ, cô ta nói, cọ hai tay vào nhau dưới lớp áo thụng. Trời khô không khóc và hôm nay còn có bão cát nữa. Chàng định không bao giờ cho mưa rơi xuống đây sao? nàng đâu có tới đây để hàn huyên về thời tiết paul nói chàng thấy mình như bị nhấn chìm trong những lời đa nghĩa có phải iru muốn nói với chàng điều gì đó mà sự rèn luyện cô ta đã trải qua không cho phép cô ta cởi mở dường như là vậy chàng thấy như mình đột nhiên bị cuốn trôi và giờ phải vẫy vùng quay lại nơi nào có thể đặt vững chân thiếp phải có con cô ta nói chàng lắc đầu thiếp phải đạt được ý nguyện cô ta gắt nếu cần thiếp sẽ tìm người khác làm cha cho con thiếp. Thiếp sẽ cấm sừng chàng, và thiếp thách chàng dám vạch trần thiếp. Cứ cấm sừng ta nếu nàng muốn, chàng nói. Nhưng không được có con. Chàng định ngăn cản thiếp thế nào đây? Với một nụ cười nhân từ cực độ, chàng nói, ta sẽ ban cho nàng sợi dây thắt cổ, nếu cần. Im lặng sửng sốt vô lấy cô ta trong thoáng chốc, và Paul cảm nhận được Chani đang lắng nghe phía sau những tấm trướng nặng nề ngăn giữa nơi này và khuê phòng của họ. Thiếp là vợ của chàng, Irulan thì thầm, chúng ta hãy ngừng trò chơi ngu xuẩn này lại, chàng nói. Nàng đã chơi phần mình, và không hơn. Chúng ta đều biết vợ ta là ai. Và thiếp chỉ là thứ để lợi dụng, không hơn, cô ta nói, giọng đầy chua chát, ta không có ý muốn tàn nhẫn với nàng, chàng nói, chàng đã chọn thiếp vào vị trí này. Không phải ta, số phận chọn nàng. Cha nàng chọn nàng. Học viện Ben Gesserit chọn nàng. Hiệp hội chọn nàng. Và họ lại chọn nàng một lần nữa. Lần này họ chọn nàng vì điều gì vậy, Irulan? Tại sao thiếp không thể có con với chàng? Bởi vì đó là vai diễn nàng không được chọn. Sinh hạ người nối giỏi cho vương triều là quyền của thiếp. Cha thiếp từng là. Cha nàng từng là, và vẫn là một con giả thú chúng ta đều biết ông ta đánh mất gần hết mối liên hệ với nhân loại thứ mà lẽ ra ông ta phải cai trị và bảo vệ chẳng lẽ ông ấy đã bị người ta hận ít hơn là chàng đang bị người ta hận sao cô ta tóe khói câu hỏi hay đấy chàng đồng tình một nụ cười mỉa mai vương trên khóe miệng chàng bảo chàng không có ý tàn nhẫn với thiếp nhưng chàng vẫn và vì vậy mà ta chấp thuận rằng nàng cặp kè với ai cũng được nhưng hãy hiểu rõ cứ cặp bồ đi nhưng không được đem đứa con hoang nào vào nhà ta ta sẽ từ chối nó ta không phiền lòng dù nàng có chọn ai làm nhân ngải miễn là nàng phải kín đáo và không có con ta sẽ thật ngốc nếu không cảm thấy như thế trong tình thế này nhưng đừng có đoán già đoán non về sự cho phép mà ta hào phóng ban cho nàng nếu là về ngôi vua ta sẽ quyết định dòng máu của ai sẽ thừa kế nó học viện ben Gesserit không kiểm soát điều đó hiệp hội cũng vậy đây là một trong những đặc quyền mà ta đã đoạt được khi nghiện nát đội quân Sadakuka của cha nàng ở ngoài kia trên bình nguyên Araken. Vậy thì cứ theo ý chàng, Irulan nói. Cô ta quay ngoắt người và lướt ra khỏi căn phòng, giờ đã nhớ lại cuộc ý kiến, bao thôi không nghĩ về nó nữa và chú ý tới Chani. Nàng đang ngồi cạnh chàng trên giường. Chàng có thể hiểu được những cảm xúc lẫn lộn của mình về Irulan và hiểu được quyết định đậm chất Fremen của Chani. Vào những hoàn cảnh khác, hẳn Chani và Irulan đã trở thành bạn bè rồi, chàng đã lựa chọn thế nào? Chani hỏi, không được có con, chàng nói, Chani làm dấu con dao pha lê của người Fremen bằng ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải, cũng có thể sẽ đến mức đó, chàng đồng tình, chàng không nghĩ là một đứa con có thể sẽ tháo gỡ được điều gì đó với Irulan sao? Chỉ có thằng ngốc mới nghĩ như thế. Em không phải là kẻ ngốc, tình yêu của em. Giận dữ choáng ngợp tâm trí chàng, Ta chưa bao giờ nói nàng như thế. Nhưng chúng ta không bàn về cuốn tiểu thuyết lãng mạn chết tiệt nào đó. Chúng ta có một nàng công chúa thứ thiệt ở cuối hành lang kia. Cô ta đã được nuôi dạy trong tất cả những mớ mưu đồ dơ bẩn của một triều đình đích thực. Với cô ta thì bày mưu tính kế cũng tự nhiên như là viết những bản sự ký ngu xuẩn đó. Chúng không ngu xuẩn, chàng yêu. Có lẽ là không. Chàng kìm được cơn giận và nắm lấy tay nàng ta xin lỗi. Nhưng con đàn bà đó mưu tính quá nhiều, âm mưu lòng trong âm mưu. Nhượng bộ cho một tham vọng của cô ta thì rồi nàng sẽ va phải một tham vọng khác mà thôi. Chani nói dịu dàng, không phải em lúc nào cũng nói như vậy sao? Đúng, dĩ nhiên là nàng luôn nói vậy. Chàng nhìn nàng. Vậy thì nàng thực ra là đang muốn nói với ta điều gì đây? Nàng nằm xuống cạnh chàng, kề đầu bên cổ chàng chúng đã đi tới quyết định phải chống lại chàng thế nào, nàng nói. Irulan sặc mùi những quyết định bí mật. Paul vuốt tóc nàng, Chani đã bóc trần điều trác rưởi đó, cái mục đích kinh khủng lại lướt qua chàng. Nó như ngọn gió Coriolis trong tâm khảm. Nó réo rứt xuyên suốt khung cơ thể. Thể xác chàng thấy được những điều mà ý thức chưa bao giờ nhận biết. Chani yêu quý, chàng thì thầm. Nàng có biết ta sẽ trả giá thế nào để kết thúc cuộc thánh chiến này không? để tách mình ra khỏi vai trò thánh sống chết dẫm mà đạo Kiyara đã ép cho ta. Chani run rẩy. Chàng chỉ cần ra lệnh mà thôi. Ồ không. Thậm chí nếu lúc này ta chết đi, tên ta vẫn dẫn đường cho họ. Khi ta nghĩ rằng tên họ của nhà Atric gắn liền với cuộc tàn sát tôn giáo này. Nhưng chàng là hoàng đế. Chàng đã. Ta chẳng khác buồn nhìn. Khi vị trí thánh sống đã được quyết định, thì đó là điều mà kẻ mang danh thánh không còn kiểm soát được nữa tiếng cười chua chát làm người chàng run lên chàng cảm nhận tương lai ngoái nhìn mình từ những triều đại chàng thậm chí còn chưa mơ tới chàng thấy mình đẫm lệ và không còn xiền xích bị hất ra từ những vòng đai số phận chỉ cái tên là cứ tiếp tục trường tồn ta đã được lựa chọn chàng nói có lẽ ngay từ khi sinh ra chắc chắn là trước khi ta có thể có chủ ý của mình ta đã được lựa chọn vậy thì hãy rút lại sự lựa chọn đó. Tay chàng siết chặt quanh vai nàng. Sẽ đến lúc, tình yêu của ta. Hãy cho ta thêm ít thời gian nữa. Những giọt lệ không rơi làm mắt chàng cháy bỏng, chúng ta nên trở về sai ta, Chani nói. Có quá nhiều tranh đấu trong cái lều bằng đá này. Chàng gật đầu, cầm chạm vào làn vải mượt mà của cái khăn phủ tóc nàng. Mùi hương dược từ cơ thể nàng sọc lên mũi, sai từ thuộc ngôn ngữ Jacoba cổ xưa chiếm lấy sự chú ý của chàng, nơi an toàn để rút lui về trong cơn nguy khốn. Lời Chani gợi ý khiến chàng khao khát viễn cảnh về mặt các bao la, về cảnh cuối trời thoáng đẳng cho người ta thấy được kẻ địch đến từ rất xa xôi. Các bộ tộc đều hy vọng Muad'Dib sẽ trở về với họ, nàng nói và ngẩng đầu lên nhìn chàng. Chàng thuộc về chúng em. Ta thuộc về một viễn cảnh tiên tri, chàng thì thầm, rồi chàng nghĩ về cuộc thánh chiến, về sự trộn lẫn gian xuyên suốt bao năm dài ánh sáng và thị kiến cho chàng biết chàng phải kết thúc nó thế nào. Chàng có nên trả giá không? Bao nhiêu hận thù đều sẽ tan biến, tắt dần như lửa đang tàn, từng hòn từng hòn than hồng một. Nhưng, than ôi! Cái giá phải trả mới ghê gớm làm sao, ta chưa bao giờ muốn làm một vị thánh, chàng nghĩ. Ta chỉ muốn biến mất như viên ngọc sương đêm còn động lại, vương trong buổi sớm mai. Ta muốn trốn khỏi cả thiên thần lẫn những kẻ bị đọa đầy, một mình đơn độc, như thể bị lãng quên. Chúng ta có trở lại sai không? Chani hỏi dồn, có chứ, chàng thì thầm. Và chàng nghĩ, ta phải trả giá thôi. Chani thở dài sườn sượt, lại nép người vào chàng. Ta đã la cả bấy lâu nay, chàng nghĩ. Và chàng thấy mình đã bị bao bọc như thế nào trong những ranh giới của tình yêu và cuộc thánh chiến. Và một cuộc đời, dù có được yêu thương đến mấy, thì có nghĩa lý gì so với tất cả những cuộc đời mà cuộc thánh chiến chắc chắn sẽ cướp đi. Liệu sự đau đớn của một người có thể so sánh với nỗi thống khổ của cả vạn người, tình yêu của em?" Chani hỏi, chàng đặt tay lên môi nàng, "Ta sẽ tự nộp mình," chàng nghĩ. "Ta sẽ lao ra khi ta còn đủ sức, bay qua không gian nơi mà loại chim không tìm đến được." Đó là một suy nghĩ vô ích và chàng biết điều đó. Cuộc thánh chiến sẽ bám theo bóng ma chàng chàng có thể trả lời gì đây chàng tự hỏi biết giải thích thế nào khi mà người ta đã kết tội chàng ngu xuẩn tàn bạo ai sẽ thấu hiểu được ta chỉ muốn quay lại nói đó sự tồn tại ấy không thể nắm giữ được ta nhìn xem ta đã biến mất không sự ràng buộc hay mạng lưới mưu mô nào của con người có thể bẫy ta được nữa ta từ tôn giáo của mình khoảng khắc huy hoàng này là của ta ta tự do rồi. Thật là những ngôn từ trống rỗng, hôm qua người ta thấy một con sâu lớn bên dưới tường trắng, Chani nói. Họ bảo nó dài tới cả trăm mét. Những con lớn như vậy không mấy khi tới vùng này nữa. Nước đuổi chúng đi, em cho là vậy. Họ nói con sâu này tới để triệu hồi mua ác điếp về quê nhà miền sa mạc. Nàng cấu vào ngực chàng. Đừng có cười em. Ta có cười đâu. Tho ngạc nhiên trước tinh thần truyền thống bệnh bỉ của người Fremen, thấy tim mình thắt lại, một điều đã xảy ra trong cuộc đời chàng, Adap, ký ức tréo gọi. Chàng mường tượng căn phòng thời thơ ấu của mình ở hành tinh Caladan rồi, đêm tối trong phòng đá, một thị kiến. Đó là một trong những khoảng khắc tiên tri sớm nhất của chàng. Chàng cảm thấy tâm trí mình lao vào thị kiến, nhìn qua ký ức phủ mây, thị kiến trong thị kiến, một hàng người Fremen, áo choàng bám đầy bụi. Họ diễu hành qua khoảng trống giữa những khối đá cao, mang theo một vật nặng dài cuốn vải. Và Paul thấy mình nói trong thị kiến, phần lớn khoảng thời gian đã qua thật ngọt ngào, nhưng nàng là điều ngọt ngào nhất. Ký ức đáp buông tha chàng, chàng im lặng quá, Chani thì thầm. Có chuyện gì vậy? Paul run rẩy, ngồi dậy, ngoảnh mặt đi. Hẳn chàng giận vì em đã tới rìa sa mạc, Chani nói. Chàng im lặng lắc đầu, em chỉ tới đó vì em muốn có con thôi. Paul không nói nên lời. Chàng cảm thấy như bị nuốt trọn bởi quyền năng thuần khiết từ thị kiến thủ ban đầu đó. Mục đích kinh khủng. Trong giây phút ấy, cả cuộc đời chàng là một cành cây rung rẩy vì con chim đã cất cánh bay, và con chim ấy là cơ hội. Tự do ý chí, ta đã đầu hàng sự cám dỗ của lời tiên tri, chàng nghĩ, và rồi chàng nhận ra rằng đầu hàng sự cám dỗ ấy có lẽ có nghĩa là ép mình vào con đường đời độc đạo. Liệu có khi nào, chàng tự nhủ thầm, lời tiên tri không cho biết tương lai. Liệu có khi nào lời tiên tri tạo dựng tương lai? Có phải chàng đã ném cuộc đời mình vào cái lưới làm từ bao sợi chỉ nằm sâu bên dưới, mắc kẹt ở đó từ buổi đầu thức tỉnh xa xưa kia, trở thành nạn nhân của con nhện tương lai, con nhện mà ngay cả lúc này đây vẫn dương bộ nanh kinh khiếp bò lại phía chàng. Câu phương ngôn của dòng Ben Gesserit chợt xuất hiện trong đầu, sử dụng quyền năng thô sơ là biến mình thành vô cùng yếu đuối trước những quyền năng vĩ đại hơn em biết điều đó làm chàng giận, Chani nói và chạm vào tay chàng. Đúng là bộ tộc đã làm hồi sinh những nghi thức cũ và lễ hiến tế máu, nhưng em không tham gia vào những việc ấy. Paul thở thật sâu, run rẩy. Dòng thị kiến đã tan, trở thành một nơi sâu thẳm, tĩnh lặng với những dòng chảy có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhưng nằm ngoài tầm với của chàng. Xin chàng, Chani nại nỉ. Em muốn có con, đứa con của chúng ta. Chẳng lẽ điều đó xấu xa sao? tho vuốt tay nàng đang chạm vào chàng, rồi tách người ra. Chàng rời khỏi giường, tắt đèn cầu rồi bước qua phòng tới cửa sổ ban công, mở bức màn rũ. Trừ mùi ra, sa mạc bí hiểm không thể thâm nhập vào đây. Một bức tường không cửa sổ vương lên trời đêm phía trước. Ánh trăng xiên nhiên xuống khu vườn rào, những hàng cây đứng gác với lá bản rộng và ẩm ướt. Chàng thấy một hồ cá phản chiếu sao trời giữa những tán lá, những túi hoa sáng trắng rực rỡ trong bóng tối. Trong giây lát, chàng nhìn khu vườn qua cặp mắt của người Fremen, xa lạ, đầy hăm dọa và nguy hiểm vì lãng phí nước. Chàng nghĩ tới những tay buôn nước, sự phân phối hào phóng của chàng đã phá hủy cần câu cơm của họ. Họ hận chàng. Chàng đã khai tử quá khứ. Và còn nhiều kẻ khác, thậm chí cả những kẻ đã vật lộn kiếm đồng xôn để mua nước quý cũng căm ghét chàng vì đã thay đổi những lời thói xa xưa. Mẫu hình sinh thái theo lệnh của Muad'Dib càng làm thay đổi cảnh quan của hành tinh sự bất phục của dân chúng càng tăng. Chàng tự hỏi, có phải chàng đã quá táo bạo chăng khi cho rằng mình có thể chi phối cả một hành tinh, mọi thứ đều phát triển ở nơi và theo cách mà chàng chỉ định. Thậm chí dẫu chàng thành công đi nữa, song còn vũ trụ đang đợi ngoài kia thì sao? Nó có sợ bị đối đãi như thế không? Chàng đột ngột khép màn đủ, đóng cửa thông hơi lại. Chàng quay về phía Chani trong bóng tối, cảm thấy nàng đang chờ đợi những vòng nước của nàng len keng như tiếng chuông khất thực của người hành hương chàng lần đường theo tiếng động đó và bước vào vòng tay nàng tình yêu của em nàng thì thầm em đã làm chàng phiền não ư vòng tay nàng ôm lấy tương lai chàng như ôm lấy thể xác chàng không phải nàng chàng thốt lên ồ không phải nàng